xuống ga của cô Hương. Cô Hương có đi sẵn đi qua chị hai của mình á, bán cho chị hai mình ít bao uống dừa. Rồi cái mình đi theo qua nhà chị hai mình chơi, vậy vì nhà chị hai mình giờ lậu đang mần nên đi xe khó đi dữ lắm. Rồi cái giờ mình có dân ga này, cái mình đi qua chị hai mình chơi luôn. Mình mời cả nhà cùng đi qua chị hai mình chơi cho biết nhà chị hai mình nghe. Ga sắp rời khỏi bến, giờ mình phụ chống ga. Lâu lắm rồi mới đi em ấy. Mình vô đây mình ngồi đi cho chắc ăn đi. Mình ngồi ở ngoài mình sợ quá. Giờ mình đi mình đem này theo qua chị hai mình gói bánh lá dừa. Mình chuẩn bị lên. Lên ơi, chuẩn bị lên những hai ơi. Giờ mình lên cô Hương một dây ha. Dạ. Mình không biết một dây đâu. Dạ. Hai. Dạ. Lấy cọc cho chị hai ơi. Đây nè, chị bận nè. Chị hai sáng có chạy không? Có. Dạ. Ừ. Chị hai qua cũng gần quá hả? Giờ đi vô chị hai. Đi cô Hương ơi. Dạ. Đi vô. Cột dây cái. Buộc rồi chưa? Giờ mình đi vô. Giờ mình đi vô nhà chị hai hội. Nhà chị hai mình cảnh đẹp quá trời luôn. Cây này nè, có nhiều cây đẹp hết sức đẹp luôn. Cây này kêu cây gì ta? Cây dạ lâm khanh. Hả? Dạ lâm khanh. Cây này cái gì chị hai? Cây lưỡi hổ xanh. Lưỡi hổ xanh hả? Ừ. Còn cây này cũng như cây nãy luôn. Ừ, cũng như dạ lâm khanh luôn. Lưỡi hổ xanh luôn. Ừ. Này chừng nào em về em xin ít cái con này em về em tồng á. Ừ. Về tồng mấy cái chậu bển chớ đẹp. Nó vòng vòng hồi xin ít cây về tồng đây. Còn bên này cái bên này cái lưỡi hổ đỏ hả? Lưỡi hổ vàng. Lưỡi hổ vàng. Còn cái này cái gì? Cây này cây đại đại phú. Đại phú hả? Còn cây này đại quý hả? Đại phú rồi đại quý. Phú quý. Nói ra chuyện vậy nha. Làm gì đây hả? Làm cái chậu cái dừa nè. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Đẹp dữ hả? Còn cái này chưa, này mới cắt rồi, mà chưa có đâu. Ừ. À, ảnh sơn màu á, cho sơn màu với cái bóng giận luôn ha. Nghe cắt bằng tá dừa nguyên. Còn mình đi lại gần đây. Cắt bằng tá dừa. Này cái lưỡi hổ lùng hả chị hai? Ừ, cái lưỡi hổ lùng. Lưỡi hổ lùng này đẹp nè. Ừ. Cái này cũng vậy luôn hả? Cũng nó đó. Còn cái này? Cái này? Cái này lưỡi hổ xanh lùng. Lưỡi hổ xanh lùng. Còn cái này lưỡi gì bự quá hả? Này, lưỡi tâu hả? Lưỡi hổ lùng này mà chị bẻ cái lá ra cái vỏ lên thành lưỡi hổ xanh. Cái này thôi giờ chắc lưỡi tâu thôi vậy, bự quá mà. Lưỡi tâu nó bự quá trời luôn hả? Ôi, cái này nè đẹp nè. Đây đó cái đồng gì? Pháo. Đồng pháo hả? Ừ. Vậy hả? Ừ. Rồi, còn này. Cây hạt dưa. Cái này cẩm thạch. Không phải cẩm thạch. Cái này kêu bằng cây dây mà nhiều quá rồi, không nhớ hả? Cây cẩm thạch đằng kia. Hả? Này kêu bằng gì quên. Cái này nè, em chịu cây này nè. Cái đó thì nó lùng vậy á, chứ nó có mọc hồng 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 không, đây không. Cái này nó mới hồng phải không? Ừ. Đúng rồi nè. Ừ, cái này mới này hồng. Cái tên gì chị hai? Cái này cái bằng cây tử hú á. Em ham này nè. Ừ, đó nó tổ ra vậy á. Cái này để lên tòng phải không? Ừ. Em ham cây này, em kiếm mấy cây này về em tòng nè. Ừ. Còn cái này cái gì? Cái cần cua. Cái này xương rồng cần cua. Ồ, cái cần cua này có anh chị đẹp hết sức luôn ạ. Quá chừng luôn. Anh hai, chị hai làm này nè. Không, cái thằng tới dừa có chân luôn, có bỏ chân luôn, đẹp với chứ luôn. Cái gì? Cây cẩm thạch. Ừ, hả? Ừ, hỏi chị thôi, chị hứa cho em cây này hả? Ừ, cái này đó. Cái đó là dây đu la. Trời ơi, toàn là đu la cẩm thạch được không nghe. Đu la cẩm thạch ngày nãy cái gì quên này ra. Này cũng đu la luôn. Phú quý. Ờ, đúng phú quý, phú quý. Quên, còn cái này. À, cái đó cây trường sinh. Trường sinh bất lão, cây phú quý luôn. Trời ơi. Còn cái này. Cái đó bướm. Bướm hả? Bướm, ừ. À, hả?
À, bướm này có hoa không? Đó, bông hoa đậu anh bướm hả? Màu tím đó. Ôi, nè. Nó luôn á. À, hả? Ừ. Ôi, dài dài bên đây nè. Quá đẹp. Chừng luôn rồi. Nó đẹp. Còn cây dưới là cây bạch mã hoàng tử. Nè hả? Đó, cây hai tay á. Cái này hả? Ừ. Đẹp dữ hả? Ừ. Ở cái này. Này này này, này cái, phát tài phải không? Kim tài. Ừ, kim tài. Kim là tiền. Kim tài là cái tiền tài. Tiền tài sắc đẹp sao qua. Coi, này sống đời phải không? Ừ, sống đời. Ừ, sống đời. Sống đời này có cái bông như không, như nó không bông, không có bông. Nó chơi lá lên hoài giống như lồng đèn hả? Ừ. Đẹp quá, chị Tư sưu tầm ở đâu mà ra nhiều là loại dữ hả chị Hai? Thì ăn cắp. Đi ăn tộm đâu chỉ ăn tộm chứ kì. Em muốn đâu muốn đi ăn tộm. Vậy chị ăn tộm người ta mới không ăn, ăn tộm lại của chị nha. Ăn tộm qua ăn còn lại. Thạch á, dây đang cầm. Ờ đó. Ờ ơi. Ông đứng đây mình chụp mô hình đi. Đẹp quá à. Lòng hồng đẹp quá à. Ờ, cái này đẹp thiệt đó nha. Nè. Đó thì thứ là tên dậu trên nè. Đẹp quá. Mà cái này chắc gì tầm lâu rồi nó mới được gì phải không? Ờ cũng có năm hơn. Ừ, chứ đâu mới đâu được gì đâu. Nè. Cái này cũng công phu dữ lắm mới được như vậy nè. Dạ, chứ đâu phải tòng được vậy đâu. Cô Phương thấy ham chưa cô Phương? Cô mất về mất trước làm nghe. Cô Phương là cái nhà ở đây cái là anh Hai. Anh Hai là anh rể của mình, là chồng của chị Hai mình. Hôm nay thì mình chưa có dịp qua đây. Bữa nay mình mới có dịp qua đây. Tại vì cái đường lộ mần thì mình không có đi xe được. Vậy nên mình không có biết đường đi, anh Hai thử đi tắt không, hồi anh chỉ em nhớ cái đường tắt để em đi nha anh Hai. Đi cá chùa nè. Dạ, em không biết đường đi thì nào vậy, em biết đường đi. Tới vừa vậy. Cái cưa vậy hả? Ừ. Có gãy đụng trên đây rồi sao? Xây tới vừa vậy. Phải không? Đi vòng vòng nè. Đâu đầu nghề vậy hả? Cái này với nhám để thằng đánh đi mấy tới vừa này chưa đó. Cái đầu nghề của chị Hai mình làm ba cái mỹ nghệ thủ công của chị Hai. Tự chế. Làm tòng gấp vừa không à. Kéo. Bữa nay mình qua mình sưu tầm mình thu mình thật này là cái lấy về lại mới rồi. Còn chị Hai đi đâu cái mình lén lấy nha cô Phương. Cái này là bẻ đặng cái đóng vô đây hả? Ừ. Còn nếu anh đi chị kia thì bẻ móc má lên. Chị làm chị để cho em chừng hai chục chậu nha. Vậy em làm teo làm cảnh đây. Hai chục chậu còn mấy cái này thì sinh con về tòng thôi chứ không có ấy mấy cái dài dài lưỡi tâu lưỡi hổ thì sinh à, để chị ít bữa chị mặn gì cho chục cái chậu vậy nè hay lấy dừa nguyên hay làm luôn dừa nguyên không á cải cái cơm ra làm gì ừ cải cơm ra bỏ cho gà okay. Đầu nghe như thế hả ở đây nè cái đục hết thư hết mấy cái cán rồi hả? Mày đóng hả? Đi mấy cái này đóng vô vậy nè. Hả? Ờ. Sao hai không mấy cái búa á, cái búa nhỏ cái búa đó đóng không có búa. Rồi cái lấy đúng cái này rồi. Ngồi vậy anh ngồi đó. Ngồi vậy là học hỏi nè, cái này thì bẻ cái này về. Ừ. Vậy. Cái này mới làm được. Còn cái kìm kia thì để khi bẻ mấy cái bự. Cái này bẻ. Hôm trước mình qua chị Hai mình ít xỉu à. Ừ, ngày nay hôm qua thấy nhiều quá chừng luôn ạ. Người bán sống đời kia đâu hết rồi, sống đời bông đỏ. Sống đời bông đỏ chưa giờ mà tháng mưa này bắt đầu mới tháng 7 mới bẻ ra cầm lại. Vậy hả? Ừ, nó cái này bẻ gì. Sống đời bông đỏ quá. Rồi cái phần như chị kia dài này, đây nè, nó mới làm cái móc gì. Cái mấy sợ đây teo lên dài. Hả? Ừ. Đó teo lên. Ừ. Làm này kiếm nhiều điếc làm. Dừa điếc không đẹp. Dừa điếc không ngon đâu mà. Không đẹp phải lựa tới dừa đẹp. Có dừa điếc nó cũng còn do vậy nè mà tại vì nó ruột nó không có. Ở ruột sao không có. Bỏ phân vô. Nè. Không có dừa điếc không có. Này dừa nguyên á. Có ruột nó lấy cái đầu con thay giờ mình cái dừa điếc nó không có ruột thì này cũng bắt lấy ra đây giờ lấy cái dừa điếc nó ngon hơn. Đây là cái nhà bếp của chị Hai mình. Chị Hai đang làm gì chị Hai? À, làm theo mẫu lượng nặng đãi cho khách. Khách nào hả? Khách quý. Đây xong mẫu lượng chị Hai mình nấu sẵn. Chị Hai mình làm gì cũng khéo hết đây. Bữa nào mình đặt chị Hai mình làm bánh hay mình đi bán. Để mình ở bển mình không có thời gian mình làm. Cô Hương chị Hai ngái tỏi nè, chị Hai ớt thịt bò hay gì chị Hai cũng để khách quý nè. Vậy hả? Khách quý từ đâu đến vậy?
Em biết từ bên sông bên kia qua sông bên này. Vậy hả? Rồi tính ra cũng gần chứ mà mình cắt cái sông chứ đi cũng gần nha. Đi bên hồi nãy đi còn mau tới hơn đi xe nữa. Từ nào giờ con mới biết nhà chị Hai nè. Mới qua lần đầu tiên ha. Mới qua lần đầu tiên luôn mà thường đi chở dừa con cũng đi ngang đây hoài nè Hai ơi. Đi ngang cửa nè. Dạ. Đây là cái sàn nước của chị Hai mình. Đây là sàn nước mà. Cô Hương ra rửa thấy sàn nước này phái không cô Hương? Thấy ghiền luôn á. Đẹp hết sức luôn á. Chị Hai chỉ kỹ quá chừng luôn á. Đạo nó giống chị Hai á. Ừ, nha. Tỏi nè. Ừ. Tỏi, hành. Ở mua tỏi ăn. Ủa, tỏi thôi người ta có quấn quấn vậy chứ mua đâu có quấn gì hay vậy cô Hương? Có sao mình không đâu. Thấy bán à, ha? Mình đâu thấy tỏi quấn quấn vậy? Ừ, chỉ có hành, có chứ tỏi sao không có tỏi gì hay để sao đi mua hay vậy? Mua đâu có tỏi quấn vậy giống củ hành vậy ha? Ừ. Mời cô Phương với thím Bảy uống nước. Cái xong bổ lượng của chị Hai mình nấu nè. Giờ mình mời cả nhà uống xong bổ lượng với mình nha. Chị Hai mình cũng mời nữa. Mời chị Sáu với anh Hai với anh Hoàng. Ồ, ngon sức rồi hồn chị Hai khéo quá à. Khéo mà có làm nhà vậy mà mới qua mới thở ở nhà tôi á còn hết sụp chị Hai. Hồi trước là nhà chị Hai cắt đó hồi xưa. Ngon quá. Hồi xưa nấu đó. Hồi xưa mà ai cắt được nhà có lót gạch tàu là quý vậy á. Hai nấu ngon quá. Anh thấy xấu rồi. Ừ, táo có nhà khô nè, có nhà ngọt. Qua đây chị Hai mình mua bún ăn với thịt bò. Chị Hai nói thịt heo cũng mắc như thịt bò. Vậy thôi mua thịt bò gam ăn cho nó ngon. Rồi chị Hai mua thịt bò của Hương đang gam. Giờ mình sắc dưa leo với rau sống. Dưa leo này thì là cái dưa leo chùm, cho nên tái nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Cái tái nó không có bự như dưa leo kia. Dưa leo kia thì không có chùm. Giờ mình cắt dưa leo này. Còn dở quá. Dưa leo chùm này ta tầm tới ham đó cô Hương. Ừ. Hãy đang tìm cái giống dưa leo này nước ngọt xuống thằng tầm. Giờ mình làm bún. Đây. Mình chia ra cái dưa leo qua xuống. Mày phải thợ con đỏng. Này mình làm từ con đỏng đi. Dưa leo chưa? Rồi, xong hết rồi. Giờ chị bỏ bún thôi, thịt chị bỏ bún thì em bỏ thịt. Mình bên qua chị Hai mình ăn, chị Hai làm có đậu hũ rồi xào với củ cải đỏ rồi củ sắn nữa đủ thứ tên cái này ăn ngon dữ lắm. Mình mời cả nhà cùng ăn bún với mình cho vui nha. Mình cũng mời cả nhà ăn với mình nha. Này chan cho cô Hương. Dạ chưa hả? Dám chừng ngồi thấy khó ớt nhỏ. Cảm ơn cô Hương nha. Dạ. Đang những hai chưa? Rồi. Cô Hương ăn đi có đồ nhiều. Thôi còn bả phụ với nè. Thôi không có gì đâu nhiều nha. Nó ở dưới cái giá nó nổi giá nó nổi lên nó tộng cái mình tộng rồi cái nó xẹp xuống à. Ờ tô mình nhiều quá mời chị Sáu phụ ăn với mình nè. Ăn mỗi lần ăn là có chị Hai Phương là có mời chị Sáu. Ăn hai. Hai ăn tết rồi mới dám ăn chứ. Chủ nhà ăn tết mới dám ăn chứ. Ăn gì rồi? Là chủ rồi mới tới khách, tiên chủ không khách gì thì mới nói gì? Tiên khách học chủ. Ôi tiên chủ không khách. Nói là không. Vậy ai có cái thấu được? Qua chị Hai cái
cái cầu đập này đi không được. Bây giờ thì cái cầu nhà Nguyễn Bằng đi không được. Nhưng mà có trẻ mà, cũng cần ra thì bình thường à. Mà đi đò cái mình thấy ơi, mình sợ. Nước đầy thì đi dễ, nó cạn xuống hết. Đò mình sợ á. Rồi có mấy thằng chủ nó chạy xuống giùm mình. Nó chạy xuống giùm mình. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem video của mình. Mời các anh chị và các bạn xem tiếp video mới của mình. Và nhớ nhấn nút đăng ký và ủng hộ.